Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã đạt mức kỷ lục khoảng 76.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 882.000 tỷ đồng. Và thông tin đáng phấn khởi này sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, kết quả trên là do cộng đồng doanh nghiệp hào hứng với trạng thái bình thường mới sau một năm sóng gió, đồng thời thể hiện niềm tin vào sự ổn định kinh tế trong các quý tới. Thống kê cho thấy, lĩnh vực có doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất là bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xây dựng. Còn theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công do chính phủ giao trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 27% kế hoạch, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó có 7 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%. Đáng chú ý, có 4 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xử lý ngay những tồn tại hạn chế thuộc thẩm quyền đã được các đoàn công tác của chính phủ nêu, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu bộ và địa phương trong chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như chịu trách nhiệm giải trình về kết quả và hiệu quả đầu tư. Dự kiến cuối năm nay, một số loại nông sản như là nhãn, bưởi, sầu riêng, dừa sẽ chính ngạch xuất sang các nước như là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Cụ thể, đối với thị trường Nhật Bản, hiện hai bên thống nhất phần kỹ thuật, dự kiến cuối tháng 7 sẽ hoàn thiện dự thảo xuất khẩu đối với trái nhãn của Việt Nam. Đối với thị trường Mỹ, hai nước đã hoàn tất các khâu chuẩn bị đối với trái bưởi và chỉ còn thống nhất liều lượng chiếu xạ. Đối với thị trường Trung Quốc, đến nay Cục Bảo vệ Thực vật đã hoàn thiện các dự thảo nghị định thư đối với trái sầu riêng. Đối với trái chanh leo, Trung Quốc đang đề nghị nhập khẩu theo hình thức tạm thời giống như trái ớt, dự kiến bắt đầu từ tháng 7. Thưa quý vị, thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp đã tạo ra các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Tại Cà Mau, lĩnh vực này được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ứng dụng hiệu quả trong nhân giống cây trồng phục vụ sản xuất. Hiện nay, thông qua ứng dụng công nghệ sinh học với kỹ thuật nuôi cấy mô, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã và đang sản xuất một số giống cây trồng như chuối, keo lai, keo lái tràm trong phòng thí nghiệm để đưa ra sản xuất đại trà. Trong đó, chuối cấy mô được đơn vị sản xuất và cung ứng nhiều nhất nên được nhiều nơi biết đến và sử dụng. Có hai nguồn, một nguồn là nhập ở nước ngoài về, nguồn nhập ở Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Cà Mau. Cây của Cà Mau giờ nhập về đây cũng đạt nhu cầu của dân rồi. Năm nay mình bên đây mới ký hợp đồng cho bên Cà Mau là 1.200.000 cây. Hiện nay thì ở tỉnh Cà Mau cũng là mới bước đầu là phát triển các cái mô hình trồng chuối cấy mô. Tuy nhiên thì một số tỉnh thành trong khu vực, đặc biệt là khu vực miền Đông như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước thì họ phát triển các cái mô hình trồng chuối cấy mô rất là mạnh. Do đó hiện nay cây giống của trung tâm ngoài phục vụ cho sản xuất trong tỉnh thì đã xuất bán ra các cái tỉnh thành, chủ yếu là xuất bán cho các cái mà hợp tác xã, rồi nông dân ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bến Tre. Hiện nay, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh có thể sản xuất giống chuối cấy mô với các giống gồm chuối già Philippines, chuối sim, chuối hột, chuối sáp và chuối tiêu với năng lực sản xuất trung bình hơn 1 triệu cây mỗi năm. Cần thiết là nhân giống nhanh, thời gian ngắn trên cái số lượng lớn thì mình phải ứng dụng công nghệ sinh học bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật là phương pháp hiện đại và nhanh nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành, các sở ngành địa phương để xây dựng nhiều hơn nữa các cái mô hình ứng dụng cây giống nuôi cấy mô. Ví dụ như là xây dựng mô hình trồng chuối cấy mô, trồng keo lai cấy mô. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để mở rộng khả năng, năng lực nghiên cứu ứng dụng để làm sao là trung tâm sẽ trở thành một cái đơn vị trọng điểm về sản xuất giống cây cấy mô cũng như là trọng điểm về ứng dụng lĩnh vực công nghệ sinh học của tỉnh. Với sự phát triển của nông nghiệp hiện đại, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất là xu thế tất yếu,
giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từ đó tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Việc tiêm vaccine liều bổ sung, liều nhắc lại phòng COVID-19 là cần thiết nhằm không để cho dịch bệnh bùng phát trở lại, nhất là trong thời điểm nước ta đã xuất hiện biến thể mới. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn chỉ đạo về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Công văn yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức được quyền lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là liều tiêm bổ sung, liều nhắc lại lần 1, liều nhắc lại lần 2. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kể cả lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở, dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, người cung cấp dịch vụ thiết yếu và người thân đủ điều kiện tiêm để tiến hành tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại lần 1, liều nhắc lại lần 2, theo hướng dẫn của ngành y tế. Đối với lượng vaccine đã phân bổ cho các huyện, thành phố Cà Mau có hạn sử dụng đến hết tháng 6 năm 2022, nhưng vẫn còn tồn động chưa tiêm hết, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, huyện Thế Bình, huyện U Minh và huyện Ngọc Hiển khẩn trương phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt các biện pháp, tổ chức tiêm hết lượng vaccine đã được phân bổ, tuyệt đối không để hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ gây lãng phí ngân sách nhà nước. Nếu địa phương nào để vaccine hết hạn sử dụng, hủy bỏ phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Thị Hằng, sinh năm 1978, cư ngụ khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 16 tháng 5 năm 2019, bị can Cao Thị Hằng đã thực hiện hành vi gian dối để lừa bà Nguyễn Thị Lan ký hợp đồng ủy quyền cho Võ Yến Ly được thực hiện quyền định đoạt nhà và đất của bà Lan tại khóm 5 phường 1 thành phố Cà Mau. Sau đó, Hằng tiếp tục chỉ đạo Võ Yến Ly ký hợp đồng chuyển nhượng lại phần đất và nhà trên của bà Lan cho anh Lê Hồng Sơn để chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng của anh Sơn. Căn cứ vào những chứng cứ của vụ án và kết quả tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Thị Hằng 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời thường thiệt hại cho anh Lê Hồng Sơn số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng mà Hằng đã chiếm đoạt. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.